nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh người nông dân đang đi chân trâu trên này của mình đang cầm bức tranh một khung cảnh rất là quen thuộc ở làng quê này, một người nông dân đang chăn trâu đó các bạn, trâu thì đang chuẩn bị ăn cỏ. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây, các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé. Bye bye.
xin chào và hẹn gặp lại các bạn.